Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, được lây truyền qua mũi Aedes aegypti. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, đặc biệt là vào mùa mưa, điều kiện lý tưởng cho mũi sinh sôi. Bệnh sốt xuất huyết thường bùng phát mạnh. Phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết không chỉ bảo vệ sức khỏe của bản thân mà còn giúp ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng. 1. Loại bỏ nơi sinh sản của mũi. Dọn dẹp môi trường xung quanh đảm bảo không có nước động ở các vật dụng như chậu cây, lốp xe cũ, chai lọ hay vỏ dừa. Đệ kính các vật chứa nước, thùng nước, bể chứa nước, bồn hoa cần được đậy kính để mũi không có nơi đẻ trứng. Xử lý nước động, đổ bỏ nước động trong các đồ vật không dùng đến hoặc vệ sinh thường xuyên các nơi có thể tích tụ nước như máng xối, hố ga. Hay, sử dụng biện pháp bảo vệ cá nhân, mắc quần áo dài khi đi ra ngoài hoặc ở những nơi có nhiều mũi. Hãy mặc quần áo dài tay và kín đáo để hạn chế bị mũi đốt. Sử dụng màn khi ngủ. Ngủ trong màn, đặc biệt là trẻ em và người già, là cách hiệu quả để tránh bị mũi đốt. Dùng thuốc chống mũi, bôi hoặc xịt thuốc chống mũi lên da và quần áo khi đi ra ngoài, nhất là vào buổi sáng sớm và chiều tối khi mũi hoạt động mạnh. 3 vệ sinh nhà cửa và khu vực xung quanh. Vệ sinh định kỳ, nhà cửa và khu vực xung quanh cần được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát. Điều này không chỉ giảm số lượng mũi mà còn hạn chế các ổ dịch tiềm ẩn. Sử dụng vật mũi, đèn bắt mũi. Đây là những biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu số lượng mũi trong nhà. Phun thuốc diệt mũi. Khi có cảnh báo dịch hoặc vào mùa mưa, nên thực hiện phun thuốc diệt mũi định kỳ để tiêu diệt mũi trưởng thành. Việc này cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế để đảm bảo hiệu quả và an toàn. 5. Nâng cao nhận thức cộng đồng Tuyên truyền và giáo dục Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân về các biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết. Các gia đình, trường học, cơ quan, đoàn thể cần phối hợp để đảm bảo môi trường sống không có điều kiện cho mũi phát triển. Tham gia các chiến dịch phòng dịch, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như ngày tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt mũi tập trung. Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.